anh Tôm ơi, anh có thấy tít xa xa có cái gì kia không? Thôi em tránh ra đi cho anh ngủ một tí. Chết 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 bắt bắt bò em rồi, bò đâu anh ơi? Nó có ăn bên bờ bên kia, sao em tìm mãi không ra? Thôi mất rồi con bò nhà em, về nhà em chắc bị ăn đánh. Chỉ tại anh mất bò em rồi, thôi đi nhanh 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 nó đang kia kìa. Bò chúng mày phá ruộng nhà tao, đến giờ tao bắt đền. Thôi vậy là mất bò. Anh Tôm ơi, anh có thấy tít xa xa có cái gì kia không? Thôi em tránh ra đi cho anh ngủ một tí. Chết 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 bắt bắt bò em rồi, bò đâu anh ơi? Nó vẫn ăn bên bờ bên kia, sao em tìm mãi không ra? Thôi mất rồi con bò nhà em, về nhà em chắc bị ăn đánh. Chỉ tại anh mất bò em rồi, thôi đi nhanh 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 nó đang kia kìa. Bò chúng mày phá ruộng nhà tao, đến giờ tao bắt đền. Thôi vậy là mất bò. Anh Tôm ơi, anh có thấy tít xa xa có cái gì kia không? Thôi em tránh ra đi cho anh ngủ một tí. Chết 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 bắt bắt bò em rồi, bò đâu anh ơi? Nó vẫn ăn bên bờ bên kia, sao em tìm mãi không ra? Thôi mất rồi con bò nhà em, về nhà em chắc bị ăn đánh. Chỉ tại anh mất bò em rồi, thôi đi nhanh 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 nó đang kia kìa. Bò chúng mày phá ruộng nhà tao, đến giờ tao bắt đền. Thôi vậy là mất bò. Anh Tôm ơi, anh có thấy tít xa xa có cái gì kia không? Thôi em tránh ra đi cho anh ngủ một tí. Chết 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 bắt bắt bò em rồi, bò đâu anh ơi? Nó vẫn ăn bên bờ bên kia, sao em tìm mãi không ra? Thôi mất rồi con bò nhà em, về nhà em chắc bị ăn đánh. Chỉ tại anh mất bò em rồi, thôi đi nhanh 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 nó đang kia kìa. Bò chúng mày phá ruộng nhà tao, đến giờ tao bắt đền. Thôi vậy là mất bò. Không, thôi em tránh ra đi cho anh ngủ một tí. Chết 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 bắt bắt bò em rồi, bò đâu anh ơi? Nó vẫn ăn bên bờ bên kia, sao em tìm mãi không ra? Thôi mất rồi con bò nhà em, về nhà em chắc bị ăn đánh. Chỉ tại anh mất bò em rồi, thôi đi nhanh 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 nó đang kia kìa. Bò chúng mày phá ruộng nhà tao, đến giờ tao bắt đền. Thôi vậy là mất bò. Anh Tôm ơi, anh có thấy tít xa xa có cái gì kia không? Thôi em tránh ra đi cho anh ngủ một tí. Chết 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 bắt bắt bò em rồi, bò đâu anh ơi? Nó vẫn ăn bên bờ bên kia, sao em tìm mãi không ra? Thôi mất rồi con bò nhà em, về nhà em chắc bị ăn đánh. Chỉ tại anh mất bò em rồi, thôi đi nhanh 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 nó đang kia kìa. Bò chúng mày phá ruộng nhà tao, đến giờ tao bắt đền. Thôi vậy là mất bò.
kia không? Thôi em tránh ra đi cho anh ngủ một tí. Chết 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 bắt bắt bỏ em rồi. Bỏ đâu anh ơi, nó có năm đèn ở bên kia. Sao em tìm mãi không ra? Thôi mất rồi con bỏ nhà em, về nhà em chắc bị ăn đánh. Chỉ tại anh mất bỏ em rồi. Thôi đi nhanh nhanh nhanh, nó đang kia kìa. Bỏ chúng mày phá ruộng nhà tao, đến giờ tao bắt đền. Thôi vậy là mất bỏ. Son, nhịp theo tiếng ếch vang giòn. Chú là
chuyện gì cùng bao cô ca so phi, nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chi cười khi. Chị em tên được cha đặt là Tâm Tâm, thua ấu thơ Tâm đã mơ